Xin chào tất cả các bạn. Trước khi vào video, bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trận góp nhận 10 top càng Pacific nè. Thì chương trình góp này dành cho 30 nhà người đầu tiên các bạn. Thì để tham gia game này, các bạn click phần link mô tả dưới video mà Telegram start chatbot nè. Rồi 29.112. Rồi nhiệm vụ đầu tiên của bạn Son group nè. Ơi, mới có 24.000 các bạn. Các bạn còn 6.000 nữa các bạn. Bạn Son group nè. Son Gangler nè. Bắt up nè. Follow Twitter và Weebot nè. Trên Twitter này bạn theo dõi nha bạn. Like nè, bạn tweet lên nè. Sau đó bạn bắt up lên. Follow minimum nè. Sau khi vô lòng anh mâm mà đập lên subscribe kênh YouTube. Bạn đăng ký nè, mà đập lên subscribe kênh YouTube, like và share một video. Bạn like, chia sẻ, tweet nè. Rồi sau đó chọn game group này. Rồi bạn submit đi tên các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì email mình vào này. Tiếp tục điền username Twitter. Còn bên về này nó hết chính này. Sau đó submit profile minimum thì bạn nhập vào minimum này. Trên minimum thì bạn nhập vào bức ảnh đang đen, nhập vào avatar mình cái nữa các bạn. Rồi bạn nhập ba cánh cùng, bạn sẽ chết liên kết nữa, gọi là chatbot nữa. Subscribe và profile lên YouTube của mình. Thì các bạn mở tạo YouTube của mình ra các bạn. Sau trên YouTube bạn nhập ảnh avatar của mình, nhập kênh của bạn, nhập bạn anh cùng, nhập vào chia sẻ. Sau đó bạn sẽ chép liên kết nữa. Gọi là chatbot này. Rồi sau này gấp. Bấm set. Submit media lên tweet. Sale thì bạn mở tạo Twitter mình ra này. Nhập ảnh avatar, các bạn nhập vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ, các bạn bắt đầu tweet nè, sẽ chép liên kết nè. Gọi lại vào đây. Sau đó bấm son. Rồi bấm Z nha bạn. Sau đó son cho kênh Telegram nè. Bấm Z. Tiếp tục gửi địa chỉ GPMB sẽ mang trên bếp thứ 10 trên chú của đất của các bạn. Sau đó bấm phần lát. Sau đó bấm mấy bên xe 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 mình dặn được 10 tập căng. Và vậy đến ghép mình sẽ dùng về những thằng tập căng nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo các bạn nha.